Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung như sau. Phúc XO chơi vàng giả, lè thiên hạ để làm gì? Để lè thiên hạ, Phúc XO dùng vàng giả, thuê xe sang và gắn cả biển số ngũ quý giả để gây sự chú ý đến quán karaoke Pharaon, nơi được ví von là thánh đường bài của dân chơi. Ngày 12 tháng 4, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ hình sự Trần Ngọc Phúc, hay còn gọi là Phúc XO, 36 tuổi, cùng em trai là Trần Ngọc Tài, 24 tuổi, để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại cơ quan điều tra, Phúc XO thừa nhận toàn bộ nón vàng, dây chuyền vàng đều là giả cả. Thậm chí, cả biển số xe ngũ quý cũng là giả luôn. Phúc XO nói vì thấy mọi người hiếu kỳ nên làm thế để thu hút sự chú ý. Làm từ thiện. Chỉ là một tài xế xe tải, Phúc XO bỗng trở thành một đại gia vàng trong mắt thiên hạ. Anh ta đi tới đâu cũng sử dụng xe sang, mang mũ vàng, dây chuyền vàng quá khổ. Nhiều người quen biết Phúc nghi ngờ về sự giàu có danh chóng của anh. Còn trong mắt thiên hạ, Phúc XO được biết đến là đại gia lắm vàng. Anh ta thường lên mạng khoe khoang những siêu xe giá vàng, những biển số xe ngũ quý và những món đồ bằng vàng đắt tiền. Câu chuyện Phúc XO giàu lên chỉ sau một đêm nhờ giá dầu ăn tăng cũng khiến nhiều người trầm trồ, thán phục, trở thành động lực của nhiều người hâm mộ anh ta. Ngoài việc khoe của, những kế hoạch PR của bản thân và thánh đường bay XO Pharaon được Phúc XO vạch ra tỉ mỉ. Anh ta sở hữu một kênh YouTube và đám đàn em sẵn sàng phục vụ Phúc XO như ông Hoàng. Những lần đi làm từ thiện, anh ta cho livestream lên YouTube, Facebook thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Phúc XO mỗi tuần anh ta khoe chi 80 triệu đồng để phát cho bệnh nhân nghèo và những người già neo đơn. Một tháng anh làm từ thiện 4 lần với số tiền khoảng 320 triệu. Số tiền này nếu tính trong một năm có thể lên đến 3,8 tỷ đồng. Không ai rõ doanh thu từ quán karaoke XO Pharaon và các hoạt động mà cơ quan điều tra đang làm rõ là bao nhiêu để Phúc XO có thể làm từ thiện như thế. Đó là chưa kể khoản đầu tư tiền tỷ vào phòng hát, hệ thống âm thanh ánh sáng ở thánh đường bay XO Pharaon như lời anh ta khoe khoang trên mạng. Trong khi đó, trả lời với báo chí, ông Trần Văn Tri, cha của Phúc XO cho hay, nói ông phải cầm cố nhà cửa, vay nợ ngân hàng để hậu cho con trai kinh doanh. Trong ngày công an dẫn Phúc XO về nhà khám xét, ông Tri cho biết từ ngày Phúc xây quán karaoke, người cha này không nhớ rõ đã đưa con trai bao nhiêu tiền. Ông Tri chỉ vào căn nhà công an đang khám xét và cho hay đã cấm giấy tờ nhà ở ngân hàng để có 3 tỷ đồng đưa cho Phúc XO làm ăn. Rồi khi mở quán hát, anh ta đi biệt ít khi về nhà. Tôi vét hết tiền đưa cho nó để lập nghiệp, nhưng đến giờ nó chưa lại cho tôi một đồng nào cả. Giấy tờ vay ngân hàng tôi chắc một sắp ở trong nhà chưa trả hết nợ, ông Tri tâm sự. Bị tống tiền, sau khi nổi như cồn trên mạng xã hội đầu năm 2019, anh ta lên YouTube nói bị một người lạ mặt tống tiền 200 triệu đồng. Trong clip, một kênh YouTube mà hiện đã xóa, Phúc XO cho rằng từ thời điểm nổi tiếng trên mạng xã hội, bản thân và gia đình liên tục bị làm phiền. Nhiều người xin điểu, kể cả tống tiền, hình thức tống tiền theo Phúc XO bằng cách ghép ảnh anh ta cùng gái nhãi hay nói xấu quán karaoke của anh ta là Động Bay Lắc, Thánh Đường Bay. Để bác bỏ thông tin trên, Phúc XO khẳng định không bao giờ có chuyện nhân viên quản lý quán XO Pharaon bán ma túy và không cho phép tiếp viên nữ mặc đồ khiêu dâm trong quán karaoke của mình. Nếu ai phát hiện quản lý, nhân viên hay bảo vệ quán một viên ma túy thì thôi, sẽ đóng cửa quán này ngay. Tôi không bao giờ muốn kiếm những đồng tiền dơ bẩn từ thân xác của các cô gái và từ ma túy, Phúc XO nói trong clip. Tuy nhiên, rạng sáng ngày 10 tháng 4 thì khi công an thành phố Hồ Chí Minh khám xét và bắt quả tang việc sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke XO thì với 30 nữ nhân viên của quán dương tính với ma túy, những tuyên bố trên của Phúc XO trở nên mâu thuẫn với nhau. Ngoài ra, theo lời khai của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 12, ông Lê Trương Hải Hiếu, việc phát hiện ma túy tại quán karaoke XO Pharaon hôm 10 tháng 4 không phải là lần đầu tiên. Trước đó, lực lượng chức năng quận 12 đã kiểm tra và từng xử phạt hành chính vì để khách sử dụng ma túy tại thánh đường bay XO Pharaon. Qua đây cho chúng ta thấy là Phúc XO thì không biết là con người như thế nào mà nhiều báo chí đã bóc mẻ được cái sự thật là anh ta dùng vàng giả mà không biết là anh ta có tiền hay không. Thậm chí chiếc xe máy mà anh ta thuê á, là 1 triệu đồng một ngày để cho anh ta dựng ở đó thôi chứ không có chạy nữa. Dựng đó để cho người ta chạy ngang, người ta nhìn vào thấy là siêu xe để người ta tấp vào chơi hay thôi. Đó, còn vấn đề anh ta có đi làm từ thiện
hàng tháng hay là mỗi lần 80 triệu hay không thì cái đó chỉ có người trong cuộc mới biết được mà thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về vụ của ông vua mã vàng XO này. Rồi, cảm ơn các bạn. Nếu thấy hay hãy đăng ký kênh và đừng quên like và chia sẻ để cho mọi người cùng xem nha. Xin cảm ơn.